29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Xuân Lan, vợ chồng tôi không làm phim cổ súy Tiểu Tam ngoại tình. Thực hiện dự án điện ảnh mới với chủ đề Tiểu Tam, Xuân Lan cho biết không cổ súy chuyện tiêu cực, chỉ muốn thông qua đó để đề cao giá trị gia đình. Vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan và đạo diễn Ngọc Lâm vừa giới thiệu dự án phim điện ảnh Vũ trụ Tiểu Tam, cái giá của hạnh phúc. Xuân Lan đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm đầu tư phim. Nữ siêu mẫu xem đây là ngã rẽ, tạo hướng đi mới sau 28 năm gắn bó với lĩnh vực thời trang. Phim quy tụ những diễn viên như nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Thái Hòa, Uyển Ân, Quang Minh, Lâm Thanh Nhã. Trong đó, diễn viên Thái Hòa được hé lộ có vai diễn ấn tượng và khác lạ nhất từ trước đến nay. Xuân Lan tiết lộ để mời được Thái Hòa góp mặt vào ekip là điều không dễ, bởi nam diễn viên là giấc mơ của mọi anh em làm phim. Cô nhờ một người anh trong nghề kết nối, thuyết phục, đưa kịch bản để Thái Hòa xem qua. Sau 4 ngày, nam diễn viên nhận lời khiến ekip rất vui mừng. Nhờ tên anh Thái Hòa mà phim được lan tỏa, minh chứng là anh ấy rất khó trong việc chọn lựa kịch bản nhưng anh lại xuất hiện ở phim này rất nhiệt tình, nghĩa là phải có gì đó anh ấy mới quyết định như vậy. Xuân Lan nói, thời điểm mới công bố, tên dự án gây tranh luận bởi có tựa đề khá nhạy cảm, Vũ trụ Tiểu Tam. Tuy nhiên Xuân Lan khẳng định cô và chồng làm phim hướng tới tinh thần nhân văn, không cổ súy cho những điều tiêu cực hay tạo xu hướng lệch lạc cho các bạn trẻ học theo. Tiểu Tam là một đề tài nhạy cảm và thường gây tranh cãi. Ở nước ta, xã hội và văn hóa truyền thống thường nhấn mạnh vào giá trị gia đình và lòng chung thủy. Ở đây chúng tôi không cổ súy cho câu chuyện Tiểu Tam hay ngoại tình thành trào lưu. Từ câu chuyện này, ekip sẽ dẫn dắt người xem đến những vấn đề lớn hơn, đề cao tính nhân văn và cài cắm nhiều bài học, Xuân Lan giải thích. Dồn tâm huyết cho phim, Xuân Lan thẳng thắn, chị luôn đặt kỳ vọng về doanh thu. Theo nữ siêu mẫu, thành công của những Bố Già, Nhà Bà Nữ hay Lật Mặt đều có điểm chung là câu chuyện chạm tới cảm xúc của khán giả, giúp tác phẩm tạo sức hút và đạt doanh thu trăm tỷ. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm kể, sau 5 năm về Việt Nam, anh có quãng thời gian làm sản xuất các phim âm mưu giày gót nhọn, Tôi Là Sếp, Trạng. Từ đó có sự quan sát và nghiên cứu thị trường. Đạo diễn khẳng định thị hiếu khán giả Việt khác với những gì anh được học và đào tạo bên Mỹ, nó không mang tính chất siêu phẩm hay cái gì to tát. Những phim thành công đơn giản vì khán giả được thấy mình trong câu chuyện, từ đó có sự đồng cảm, anh nói. Dự án xoay quanh cốt lõi gia đình với các câu chuyện, mối quan hệ tình thân, tình bạn, tình yêu, từ những biến cố trắc trở để mỗi người nhìn thấy hạnh phúc đích thực của đời sống. Phim cũng mang nhiều tình tiết kịch tính, không ít người sẽ phải trả giá để nhận ra bài học cũng như giữ lại hạnh phúc cho mình. Cái giá của hạnh phúc cũng là dự án đầu tiên khởi đầu cho các phần ở cả lĩnh vực điện ảnh và web series dưới tên gọi Vũ trụ Tiểu Tam. Phim hiện đã quay xong 40% và sẽ quay tiếp tại Hạ Long. Dự kiến tác phẩm sẽ chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4 cùng thời điểm với Lật Mặt của Lý Hải. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không ngừng được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.